Cán bộ kiêm tiền, mối nguy hại đe dọa sự tồn vong của chế độ, cảnh báo tình trạng mua bán chạy chức chạy quyền. Thưa quý vị và các bạn, thực tế lịch sử đấu tranh cách mạng, xây dựng bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa, Chủ tịch Hồ Chí Minh và Đảng ta luôn ghi nhận đánh giá rất cao vai trò của đội ngũ cán bộ, coi công tác cán bộ là khâu then chốt của then chốt. Vì thế, nếu như mọi vị trí chức vụ trong tổ chức đảng, chính quyền đều trở thành hàng hóa, được định giá và có thể mua bán, trao đổi bằng tiền, vật chất như mọi loại hàng hóa khác, thì hệ lụy gì sẽ xảy ra đối với đảng và chế độ? Có hay không chợ đen mua quan bán chức? Giải pháp nào nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, đấu tranh với nạn chạy chức chạy quyền và tham nhũng tiêu cực? Thật khó để tưởng tượng điều gì sẽ xảy ra nếu như mọi vị trí chức vụ trong tổ chức đảng, hệ thống chính quyền trở thành hàng hóa, được định giá và có thể trao đổi mua bán như mọi loại hàng hóa khác. Chắc chắn một điều là lớp cán bộ sinh ra từ tệ mua quan bán chức sẽ coi đó là thương vụ bỏ vốn đầu tư kinh doanh, nên tìm mọi cách tận thu từ mọi nguồn thu để mau chóng hoàn vốn và sinh lợi nhuận. Cũng từ cơ chế này, họ tiếp tục tuyển dụng và bổ nhiệm thêm những cán bộ cùng loại theo kiểu ngưu tầm ngưu, mã tầm mã, để lại di hại toàn diện và lâu dài cho đất nước và sự nghiệp cách mạng. Có hay không chợ đen mua quan bán chức? Cho đến nay, các cơ quan chức năng vẫn chưa phát hiện và phanh phui được vụ việc mua quan bán chức, chạy việc làm, chạy biên chế nào diễn ra chót lọt để khẳng định và làm rõ một số vấn đề dư luận quan tâm. Có hay không tình trạng này? Nếu có thì mỗi chức vụ, vị trí công việc, suất biên chế trong cơ quan của Đảng, Nhà nước có giá bao nhiêu? Hình thức thủ đoạn mua bán diễn ra như thế nào? Ai là người bán và những ai tham gia kinh doanh, phân phối, tiếp thị? Họ làm gì với chiếc ghế mình mua được? Hậu quả ra sao? Tuy chưa có cơ sở để trả lời chính xác những câu hỏi này, nhưng qua nhiều vụ việc lừa đảo chạy việc bị phát giác, có sự tham gia của nhiều cán bộ trong hệ thống tổ chức đảng, chính quyền với số tiền lên tới hàng trăm triệu, hàng tỷ đồng, khiến người dân tin rằng chức vụ có thể mua, bán, trao đổi bằng vật chất hoặc lợi ích. Chạy chức chạy quyền, mua quan bán chức chính là hành vi cụ thể hóa việc biến chức vụ trở thành hàng hóa. Bởi khi và chỉ khi trở thành hàng hóa, được định giá thì người ta mới biết giá để chạy và người bán, người chạy là ai. Đáng lo hơn, nếu như trước đây tình trạng này chỉ diễn ra trong phạm vi hẹp ở một số nơi, một số đối tượng, thì nay nó đã diễn ra khá phổ biến, xuyên thấu vào tầng sâu, tràn qua nhiều cấp, nhiều ngành, nhiều đối tượng, kết nối thành bè cánh, phe nhóm, miếng mảng, hết sức tinh vi, bài bản. Người ta không chỉ mua, bán bằng vật chất, mà bằng các hình thức phi vật chất, thậm chí bằng cách trao đổi, hợp thương. Anh giúp tôi chạy chức này, tôi giúp anh chạy vị trí kia, hoặc chạy dự án nọ. Vì thế nó không còn là câu chuyện cá nhân, mà đã biến tướng, biến thể, hình thành các nhóm lợi ích, các đường dây, ekip mua quan bán tước, sau đó trở thành đường dây tham nhũng. Trên diễn đàn Quốc hội ngày 5/11/2019, đại biểu Nguyễn Tiến Sinh, đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Hòa Bình cảnh báo một bộ phận không nhỏ cán bộ đảng viên có chức vụ suy thoái, biến chất, năng lực hạn chế, xuất phát từ tham nhũng trong công tác cán bộ và thẳng thắn phát biểu. Tham nhũng trong công tác tổ chức cán bộ lâu nay được coi là điểm nóng của tệ tham nhũng, song nhiều người vẫn coi là vùng cấm bởi vì chưa có các quy định của pháp luật điều chỉnh một cách đồng bộ và đầy đủ. Chợ đen mua quan bán chức không dễ trả lời được ai mua và ai bán, chỉ biết dư luận rầm rầm, chợ đen này thường nhộn nhịp trong các dịp bầu cử, đại hội. Đại biểu Lê Như Tiến, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội khóa 13 bày tỏ lo ngại. Cứ nghe người dân và dư luận xã hội sẽ biết, lên một chức vụ nào đó có càng nhiều quyền lợi thì số tiền đầu tư ban đầu càng lớn. Vì thế người ta không từ một thủ đoạn nào, trả giá bao nhiêu họ cũng chạy cho bằng được, bởi xong rồi họ sẽ có cơ hội thu hồi lại vốn đã bỏ ra. Câu chuyện có những cán bộ công chức xách vali tiền đến những vị có thẩm quyền để chạy chức, chạy quyền, chạy án là hoàn toàn có thực. Nếu không ngăn chặn ngay, nó sẽ trở thành căn bệnh, hội chứng rất khó chữa. Mua quan ắt sẽ bán đủ thứ. Cốt lõi phẩm chất của người cộng sản là quên mình vì nước, vì dân. Chính vì vậy, đối với họ, của cải tiền vàng không mua chuộc được họ. Sự nghèo khó không làm họ nao núng tinh thần, không một thế lực nào khiến họ cúi đầu khuất phục.
thứ duy nhất mà người Cộng sản theo đuổi là lý tưởng độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội. Thế nhưng nếu không đi lên theo con đường tu dưỡng, phấn đấu mà lại sử dụng đồng tiền luôn cửa trước, đi cửa sau, phục vụ mục đích tiền thân, thì những phẩm hạnh, đức hy sinh, tinh thần phụng sự vô tư trong sáng của người cán bộ đảng viên có còn nữa không? Chắc chắn những cán bộ đảng viên này sẽ không coi chức quyền như là phương tiện để khẳng định bản thân, thực hiện khát vọng hoài bão công hiến cho đất nước, mà coi đó là một thương vụ đầu tư để thỏa mãn mưu cầu giành lợi và lạc thú, để dễ bề vinh thân phỉ gia. Thứ duy nhất họ tôn thờ, quan tâm và nghĩ đến là đồng tiền và lợi ích cá nhân. Vì thế, ngay khi bước chân vào tổ chức, họ phải nghĩ mọi cách để ít nhất là thu hồi vốn, sau đó sinh lời. Chức vụ nhỏ thì tìm cách nhũng nhiễu, bon rút những cái nhỏ, đến khi đủ cả vốn lẫn lời thì mua chức cao hơn, vơ vét nhiều hơn theo kiểu tận thu, như Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tâm sự trong buổi nói chuyện với các đại biểu đảng viên trẻ toàn quốc ngày 27 tháng 8 năm 2019. Nhân dịp này, tôi muốn tâm sự với các đồng chí thật sự từ đáy lòng mình. Cứ nghĩ trong cuộc sống mà xem, có những người có thiếu thốn gì đâu mà sao tham thế, chưa làm cái gì đã nghĩ đến chấm mút rồi. Nói nhỏ là chấm mút, nói to là vi phạm pháp luật, bất chấp cả pháp luật, không còn xứng danh là đảng viên, dân khinh, coi thường. Không khó để hình dung, khi chức vụ trở thành hàng hóa thì mọi thứ khác cũng biến thành hàng hóa. Bởi khi đã tôn thờ đồng tiền, bất chấp đạo lý, những kẻ mua quan sẽ biến quyền lực nhà nước thành quyền lực cá nhân, trở thành công cụ để kiếm trác, bàn phát. Trước hết, đối tượng mua chức sẽ lại ưu ái sử dụng những người biết dùng phong bì, đi cửa sau nhằm tạo bè cánh bao bọc cho mình, hướng tới mưu đồ đồng nhất tổ chức với người đứng đầu tổ chức để thực hiện siêu mánh lới, siêu mưu kế đèn tối. Biến những nguyên tắc sống còn của đảng trở thành hình thức, làm méo mó mọi quy định, sinh ra đủ mọi thói hư tật xấu. Họ coi nhẹ những vấn đề có tính nguyên tắc, bất chấp nguyên tắc, kỷ luật, luôn lách, tìm và lợi dụng những sơ hở trong đường lối, chủ trương của đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước để mưu lợi cho họ, cho phe nhóm của họ. Kinh doanh trực tiếp là bạn đồng hành của tham nhũng quyền lực và làm biến tướng, tầm thương hóa công tác tổ chức cán bộ của đảng, vô hiệu hóa vai trò tổ chức đảng cùng nhiều nguyên tắc tập trung dân chủ của đảng. Nó lũng đoạn, mua chuộc, tha hóa người đứng đầu. Nó thiêu đốt, giết chết niềm tin, cơ hội phấn đấu, tiến bộ của những cán bộ chân chính. Nó làm mất niềm tin vào tổ chức đảng, vào cái gốc của công việc. Những kẻ mua chức quyền thành công, leo lên đỉnh cao quyền lực quá dễ dàng sẽ không có được đức tài cần thiết, nên dễ lộng quyền, coi thường tổ chức, coi thường cấp ủy, coi thường nhân dân, cơ quan, động nhiệt. Vi phạm nghiêm trọng nguyên tắc đảng, làm cho tổ chức đảng yếu kém, mất sức chiến đấu, hình thành những ông rời con ở cơ sở, tự kiêu, tự đại, tự mãn. Từ đó sinh ra một bộ phận tự đắc, ỷ lại, trịch thượng, phát triển đột biến mà không cần phấn đấu, cố gắng, khiến bộ phận còn lại số đông xuất hiện tư tưởng chán nản, nhụt ý chí phấn đấu, thiếu niềm tin vào tổ chức đảng. Tha hóa quyền lực nói chung và tham nhũng tiêu cực nói riêng vì thế sẽ ngày càng nghiêm trọng, đe dọa sự tồn vong của đảng và chế độ xã hội chủ nghĩa. Bàn về vấn đề này, đại biểu Lê Như Tiến dẫn chứng thêm, khi người ta đã vào được vị trí rồi, một chữ ký, một quyết định của họ có thể ra được rất nhiều tiền, nên phải cố chạy chức chạy quyền bằng mọi giá. Trước kia có thể là hàng trăm triệu, bây giờ là chục tỷ, trăm tỷ. Cần ngăn chặn chạy chức chạy quyền, đó là yếu tố mang tính quyết định trong ngăn chặn tham nhũng. Còn Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Văn Giang, nguyên Phó Viện trưởng Viện Xây dựng Đảng, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh nhận định, người ta đã phải chạy từ chức trưởng phòng lên đến chức phó giám đốc và giám đốc sở, rồi lên đến bí thư, chủ tịch tỉnh, xong rồi lên đến trung ương. Tức là từ chức bé đã phải chạy, cứ như thế này sẽ làm hỏng công tác cán bộ. Nếu mà lên đến trung ương vẫn còn tư duy chạy thì rất nguy hại. Tác hại của việc mua bán chức quyền vô cùng lớn, làm băng hoại toàn bộ hệ thống, mà nguy hiểm nhất là làm hỏng toàn bộ đội ngũ cán bộ. Đẹp mặt, Trương Mỹ Lan quanh co hỏng trốn tội, dựa hơi có tỷ phú nước ngoài chống lưng. Nào ngờ Tòa án Nhân dân thẳng thừng tuyên án kịch khung, khiến 85 bị cáo ngã quỵ, bùn rùn tay chân. Thưa quý vị, liên quan đến đại án Vạn Thịnh Phát vừa qua, trong phần tự bào chữa, bà Trương Mỹ Lan cho biết có tỷ phú nhà đầu tư nước ngoài muốn đem tiền vào SCB để giải quyết vấn đề tài chính.
Song theo bà, điều kiện được đưa ra là họ phải gặp bà, gặp cả lãnh đạo SCB cũ và mới. Ngay lập tức, hội đồng xét xử nhấn mạnh sẽ tạo điều kiện cho bà Trương Mỹ Lan nếu thật sự có tỷ phú nào muốn giúp các bị cáo khắc phục thiệt hại. Tòa án Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh đã kết thúc gần 3 tuần xét xử bà Trương Mỹ Lan và 85 bị cáo. Trong tuần qua, đại diện Viện Kiểm sát đã đề nghị hình phạt đối với 86 bị cáo. Trong đó, bà Lan bị đề nghị án dựa cột. Có khoảng 20 bị cáo cùng luật sư bào chữa cho họ, trình bày quan điểm đối đáp lại luận cứ buộc tội từ cơ quan công tố. Sau khi bị đề nghị mức án dựa cột, luật sư của bà Trương Mỹ Lan cho biết bị cáo đã sốc trong ngày bị đề nghị án kịch khung. Bị cáo Trương Mỹ Lan thất thần tâm trạng, những ngày xét xử hôm sau bà đã bình tĩnh hơn. Nghiên cứu hồ sơ vụ án kỹ, ghi chép nhiều, tự bào chữa, bà Lan dẫn lại những quan điểm của Viện Kiểm sát nhận định. Trong quá trình xét xử, bà quanh co, chối tội, đổ tội cho nhân viên, cấp dưới rồi nói rằng bị cáo đau xót không quanh co. Trong vụ án này, bà Trương Mỹ Lan bị cơ quan công tố buộc phải bồi thường 677.000 tỷ đồng kèm lãi phát sinh cho ngân hàng SCB. Tại tòa, bà Lan đồng ý đưa nhiều tài sản của bản thân để khắc phục thiệt hại vụ án. Đồng thời, trong phần tự bào chữa, bà Lan cho biết có tỷ phú, nhà đầu tư nước ngoài muốn đem tiền vào SCB để giải quyết vấn đề tài chính. Song theo bà, điều kiện được đưa ra là họ phải gặp bà, gặp cả lãnh đạo SCB cũ và mới. Ngay lập tức, hội đồng xét xử nhấn mạnh sẽ tạo điều kiện cho bị cáo Trương Mỹ Lan nếu thực sự có tỷ phú nào muốn giúp bị cáo khắc phục thiệt hại. Chủ tọa nói rằng nếu thực sự có tỷ phú nào thì hội đồng xét xử sẽ tạo điều kiện hết sức để họ gặp bị cáo Lan ngay tại trại giam. Bị cáo Lan bày tỏ mong muốn hội đồng xét xử hiểu cảnh khổ là bà dù bị tạm giam vẫn cố gắng mong hội đồng xét xử giúp đỡ bà các nhà đầu tư vào thì tạo điều kiện. Chủ tọa Phạm Lương Toàn nhắc bị cáo không cần trình bày lại mà chỉ cần thông qua luật sư có văn bản đề nghị gửi hội đồng xét xử tòa sẽ đáp ứng điều kiện tốt nhất. Ngoài ra, bà Lan cũng xin được giải tỏa kê biên tòa nhà 19, Nguyễn Huệ, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh để giao lại cho con gái, bởi đây là tài sản mẹ bà mua cho Chu Duyệt Phấn, con gái bà Lan. Theo bà, tòa này đang cho SCB thuê làm trụ sở, nhưng hơn một năm nay, SCB không trả tiền thuê nhà, cũng không trả lại nhà. Bị cáo nói rằng con gái bà đang bế tắc. Trước đó, bà Lan xin hội đồng xét xử xem xét việc giải tỏa, kê biên căn biệt thự cổ diện tích gần 3.000 m2 tại số 110-112 Võ Văn Tần, quận 3. Đây là căn nhà mẹ bà mua với giá 700 tỷ đồng nên bà xin giao lại cho con gái và gia đình bà trùng tu để bảo tồn di tích. Liên quan đến những sai phạm của bà Trương Mỹ Lan và tập đoàn Vạn Thịnh Phát, trước đó Viện Kiểm sát Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh đã nêu quan điểm bị cáo Lan phạm tội nhiều lần, phạm tội có tổ chức bằng nhiều thủ đoạn tinh vi, chiếm đoạt và gây thiệt hại số tiền đặc biệt lớn cho nhà nước. Ngoài ra, đại diện Viện Kiểm sát còn cho rằng bị cáo Lan không hề ăn năn, còn đổ lỗi cho nhân viên cấp dưới và các bị cáo khác ở SCB. Tòa án Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục phiên xét xử vụ án xảy ra tại công ty cổ phần tập đoàn Vạn Thịnh Phát và Ngân hàng Thương mại cổ phần Sài Gòn SCB. Đây là ngày xét xử thứ 10, Viện Kiểm sát Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh thực hiện quyền công tố, bắt đầu phần luận tội đối với 86 bị cáo trong vụ án. Theo đó, hành vi phạm tội của bị cáo Trương Mỹ Lan, cựu chủ tịch tập đoàn Vạn Thịnh Phát và các bị cáo đã xâm phạm hoạt động đúng đắn của cơ quan tổ chức, làm mất niềm tin của nhân dân. Quá trình điều tra, vụ án cũng đã làm rõ hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản của bị cáo Trương Mỹ Lan. Từ ngày bắt đầu diễn ra phiên xử ngày 5 tháng 3, bị cáo Trương Mỹ Lan liên tục phủ nhận hành vi phạm tội mà cáo trạng cáo buộc. Trong khi đó, nhóm lãnh đạo cán bộ SCB là những người am hiểu pháp luật, giỏi chuyên môn, thừa nhận tiếp tay cho bị cáo Trương Mỹ Lan rút ruột ngân hàng. Tổng thiệt hại được xác định là 498.000 tỷ đồng. Viện Kiểm sát Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh nêu quan điểm bị cáo Lan phạm tội nhiều lần, phạm tội có tổ chức bằng nhiều thủ đoạn tinh vi, chiếm đoạt và gây thiệt hại số tiền đặc biệt lớn cho nhà nước. Đây là các tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự đối với bị cáo. Ngoài ra, đại diện Viện Kiểm sát Nhân dân còn cho rằng bị cáo Lan không hề ăn năn, còn đổ lỗi cho nhân viên dưới quyền và các bị cáo khác ở SCB. Do đó cần nghiêm trị tương xứng với hành vi phạm tội. Vị đại diện nhận định, đến trước thời điểm tái cơ cấu SCB ngày 1 tháng 1 năm 2012, bị cáo Trương Mỹ Lan đã sở hữu trên 80% cổ phần của SCB thông qua công ty cổ phần tài chính Việt Vĩnh Phú và các cổ đông khác đứng tên thay. Đến năm 2018, tỷ lệ cổ phần SCB mà bị cáo Lan nắm là hơn 91%, với quyền lực cổ đông bị cáo Lan dễ dàng điều hành tuyệt đối mọi hoạt động của SCB ngay từ khi hợp nhất đến khi khởi tố vụ án. Trong những ngày xét hỏi vừa qua, cũng giống như tại cơ quan điều tra, bị cáo Trương Mỹ Lan không nhận tội. Theo cáo buộc, sau khi hợp nhất 3 ngân hàng thành Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn, Ngân hàng SCB, bà Trương Mỹ Lan nắm giữ 91,5% cổ phần. Nắm trong tay SCB, bà Trương Mỹ Lan đã thao túng toàn bộ hoạt động của ngân hàng này, sử dụng SCB như một công cụ tài chính, huy động tiền gửi và vốn từ các nguồn khác nhau, sau đó chỉ đạo rút tiền bằng cách tạo lập các khoản vay khống, phục vụ cho mục đích cá nhân.
Trong vòng 10 năm từ 2012 đến ngày 7 tháng 10 năm 2022, bà Trương Mỹ Lan gây thiệt hại cho SCB 498.000 tỷ đồng. Trong khi các bị cáo nguyên là cán bộ, nhân viên của ngân hàng SCB, tập đoàn Vạn Thịnh Phát và ngay cả bị cáo Chu Lập Cơ, chồng của bà Trương Mỹ Lan và cháu gái Trương Huệ Vân đều thừa nhận hành vi phạm tội và khai làm theo chỉ đạo của bị cáo Trương Mỹ Lan, thì bà Lan vẫn một mực không nhận tội. Tại phiên tòa, bà Lan đã phủ nhận cáo buộc của tòa, của Viện Kiểm sát. Bà Lan cho rằng bản thân chỉ nắm giữ 4,9% cổ phần SCB, hai người con gái mỗi người 5% và 30% là của cổ đông nước ngoài, các bạn bè ở Việt Nam nắm 30%. Khi chủ tọa đặt câu hỏi nếu tất cả những người có cổ phần tại SCB đều khai là đứng tên dùm bị cáo giải thích gì về điều này? Bà Lan khai, bạn bè của bị cáo là Việt Kiều Canada, Úc, theo quy định không được đứng tên mua cổ phần nên phải tìm người Việt Nam đứng tên giúp. Trước lời khai này của bị cáo, chủ tọa đặt câu hỏi, bị cáo nghĩ gì về việc cả chủ tịch hội đồng quản trị, tổng giám đốc, lãnh đạo cán bộ của SCB và tập đoàn Vạn Thịnh Phát đều khai làm theo chỉ đạo của bị cáo. Ngay cả các bị cáo của đoàn thanh tra ngân hàng nhà nước đều khai, trình độ quản trị của các lãnh đạo SCB là rất yếu, không theo quy định của ngân hàng nhà nước, phải làm theo chỉ đạo của Trương Mỹ Lan. Bị cáo Trương Mỹ Lan vẫn khẳng định mình không có nghiệp vụ ngân hàng, không hề điều chỉnh chỉ đạo gì về hoạt động của ngân hàng SCB. Về cáo buộc đưa người thân tín vào SCB nắm giữ các vụ quan trọng, bà Lan khẳng định những người ở SCB không phải thân tín của mình. Dù không nhận tội nhưng bị cáo Trương Mỹ Lan đề nghị dùng tài sản là bất động sản, công ty của mình gồm bất động sản, dự án cổ phần tại những công ty thuộc tập đoàn Vạn Thịnh Phát để khắc phục hậu quả. Trong đó có tòa nhà Capital Palace và khách sạn The World đều ở quận Ba Đình, Hà Nội. Tuy nhiên bà Lan lại xin giữ lại căn biệt thự cổ ở 112 Võ Văn Tần, quận 3, thành phố Hồ Chí Minh vì lý do bảo tồn di tích lịch sử và văn hóa cho Việt Nam. Bị cáo Đỗ Thị Nhàn, cựu cục trưởng cục thanh tra giám sát ngân hàng 2 thuộc ngân hàng nhà nước được cử làm trưởng đoàn thanh tra SCB. Quá trình đó, bà Nhàn và thuộc cấp phát hiện hàng loạt những sai phạm tại SCB. Biết sự việc bại lộ, bà Trương Mỹ Lan đã cho Võ Tấn Hoàng Văn, nguyên tổng giám đốc và Đinh Văn Thành, nguyên chủ tịch hội đồng quản trị ngân hàng SCB, hiện đã bỏ trốn 4 lần tới gặp bà Nhàn để lót tay 5,2 triệu đô la, tương đương 130 tỷ đồng. Bị cáo Võ Tấn Hoàng Văn thừa nhận có 4 lần đưa tiền cho bà Nhàn, trong đó lần thứ 3 khi tới bà Nhàn không có nhà nên đã cho Văn mật khẩu cửa nhà để đưa tiền hối lộ vào bên trong. Theo cáo buộc, giữa tháng 3 năm 2018, Thành và Văn lên phòng làm việc của bà Nhàn ở trụ sở cơ quan thanh tra, giám sát ngân hàng, đưa cho bà này một túi quả cherry và một túi đựng 200.000 đô la. Sau đó bà Nhàn mang số tiền này về nhà cất. Tiếp đó, từ tháng 10 đến tháng 12 năm 2018, Văn và lái xe đã mang thùng xốp đến nhà riêng của bà Nhàn, trong đó một thùng đựng 1 triệu đô la, hai lần khác mỗi thùng 2 triệu đô la. Tại tòa, Văn khai, khi mang những thùng xốp tới nhà bà Nhàn, bị cáo nghĩ đó là trái cây, sau này mới biết đó là những thùng chứa tiền và do được đóng gói kỹ nên bị cáo không biết trong đó có bao nhiêu. Bị cáo Nguyễn Văn Hưng, cựu phó tránh thanh tra phụ trách cơ quan thanh tra giám sát ngân hàng nhà nước cũng được SCB biếu 390.000 đô la. Các cán bộ khác trong hai tổ thanh tra đều nhận được quà từ bà Trương Mỹ Lan, người ít nhất là 1.000 đô la và 20 triệu đồng, người nhiều nhất là 20.000 đô la và 210 triệu đồng. Dù thực trạng tài chính của SCB rất nghiêm trọng, lẽ ra phải đưa vào diện kiểm soát đặc biệt, chuyển cơ quan chức năng xem xét xử lý. Nhưng sau khi nhận tiền, bà Nhàn và ông Hưng và các thành viên hai tổ thanh tra đã bao che sai phạm. Thừa nhận hành vi nhận hối lộ 5,2 triệu đô la của lãnh đạo SCB, nhưng bà Nhàn lại khai khi Văn đưa tiền bà từ chối không nhận, nhưng vì Văn nói đừng làm khó Văn và tự làm khó bản thân nên bị cáo buộc phải nhận. Về việc bỏ qua cho SCB, bà Nhàn khai làm theo chỉ đạo của ông Nguyễn Văn Hưng. Trong khi đó, ông Hưng khẳng định mình không chỉ đạo thuộc cấp, nhưng ông Hưng thừa nhận cáo trạng truy tố là đúng và có nhiều lần nhận tiền qua của ngân hàng SCB vào những dịp lễ Tết. Đóng, rộ tin Nguyễn Phương Hằng ra tù, tung tăng náo động ở thủ đô Hà Nội. Sự thật giấu kín lâu nay được tiết lộ sau màn livestream kín tâm sự. Thưa quý vị, có thể nói vụ án Nguyễn Phương Hằng là vụ án chấn động nhất lịch sử. Khi có tới 6 lần gia hạn tạm giam, nhưng cuối cùng mức phạt cuối cùng của bà Hằng chỉ là giam thêm chưa đầy 12 tháng. Tới nay đã sắp hết thời hạn ở tù, nhưng đã có thông tin Nguyễn Phương Hằng đã ra khỏi T30 để về với gia đình. Điều này đã khiến dư luận ngỡ ngàng bừng thầm, nhưng giới showbiz và các ông quan lộ có chụp lưng lại xanh mặt. Vậy thực hư hình ảnh bà Hằng ra tù được nhiều người thấy đến sững sờ như thế nào? Ngoài ra, màn tâm sự đẫm lệ của nữ hoàng livestream đã khiến cư dân mạng rơi nước mắt ra sao? Cùng làm rõ ngay sau đây. Như vậy, bà Nguyễn Phương Hằng được giảm từ 3 năm tù xuống còn 2 năm 9 tháng tù. Các bị cáo khác trong vụ án đều được giảm án. Sau một ngày xét xử, Tòa án Nhân dân cấp cao tại TP.HCM xét xử phúc thẩm vụ án Nguyễn Phương Hằng đã chấp nhận toàn bộ kháng cáo của các bị cáo trong vụ án. Theo tòa, dù Nguyễn Phương Hằng không kháng cáo nhưng sau khi bào chữa cho Nhi, Hà, Tân xong thì luật sư của bà bị cáo này cũng xin hội đồng xét xử phúc thẩm xem xét giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo Hằng. Cũng theo luật sư này,
Sau phiên tòa phúc thẩm, Nguyễn Phương Hằng đã nộp tiền bồi thường thiệt hại, tiền án phí dân sự sơ thẩm nên đề nghị tòa phúc thẩm xem xét hình phạt dưới 3 năm tù đối với Hằng. Với tình tiết trên, tòa nhận định bị cáo Hằng nộp toàn bộ tiền bồi thường thiệt hại, án phí dân sự và hình sự, đây cũng được xem là tình tiết giảm nhẹ mới. Vì vậy, hội đồng xét xử phúc thẩm căn cứ điều 357 Bộ luật tố tụng hình sự giảm nhẹ một phần hình phạt cho Nguyễn Phương Hằng từ 3 năm tù xuống còn 2 năm 9 tháng tù. Được biết, bị cáo Nguyễn Phương Hằng bị bắt từ ngày 24 tháng 3 năm 2022, đến nay bị cáo đã bị tạm giam 2 năm 11 ngày. Như vậy, bị cáo Nguyễn Phương Hằng còn phải thi hành thêm gần 9 tháng tù nữa. Sau khi thông tin bà Hằng được giảm án thì ngay lập tức mạng xã hội lan truyền hình ảnh không được xác thực, khiến nhiều người xôn xao bàn tán trước hình ảnh ngỡ là bà Phương Hằng vừa xuất hiện ở Hà Nội. Theo như thông tin lan truyền của cư dân mạng, thông qua một clip khiến nhiều người xôn xao về hình ảnh được quay lại cảnh bà Phương Hằng đang ung dung đi ăn tại một nhà hàng nhỏ ở Hà Nội. Đáng chú ý, thần trí và ngoại hình tươi thắn kèm theo đó là nhiều người mến mộ người phụ nữ này. Nhiều người không khỏi hoài nghi về hình ảnh người phụ nữ được rộ tin đồn là bà Hằng. Theo như hình ảnh của clip thì người trong video cũng có cùng sở thích đeo nhiều đồ trang sức và có một vài hình xăm không khác gì Phương Hằng chính chủ, cho nên cũng khiến nhiều người ngỡ ngàng. Đoạn video quay lại hình ảnh người phụ nữ được cho là bà Hằng nhanh chóng gây sốt trên mạng xã hội và nhận về nhiều sự quan tâm chú ý cực lớn của cộng đồng. Nhiều người tỏ ra khá bất ngờ bởi khi trên thực tế bà Nguyễn Phương Hằng chưa hết thời hạn tạm giam, vì thế mà câu hỏi được đặt ra là liệu có thật sự là bà Hằng hay không, tại sao lại được tha bổng đến sớm như vậy. Rất nhiều câu hỏi đã được đặt ra dưới phần bình luận của đoạn video đó và tạo nên một làn sóng vô cùng tò mò từ phía dư luận. Tuy nhiên, trên thực tế, hiện nay, bà Nguyễn Phương Hằng vẫn đang trong thời hạn tạm giam để phục vụ công tác điều tra tại trại giam T30 của Bộ Công an. Ngoài ra, việc tại ngoại để điều trị bệnh của bà Hằng chỉ đang trong quá trình xin, cho nên hình ảnh trên được đồn đoán cho là bà Hằng thì giống như một điều vô lý. Phải chăng đó chỉ là một người phụ nữ có ngoại hình giống với bà? Tính tới nay, bà Nguyễn Phương Hằng được giam cũng hơn 2 năm. Sau khi bà Hằng bị sổ khám cũng khiến một số ít người cảm thấy trống vắng và có phần tiếc nuối khi không còn nhìn thấy các buổi livestream và hình ảnh nhiệt tình làm từ thiện giúp dân của vợ chồng bà Nguyễn Phương Hằng. Được nhiều người biết đến thông qua những phát ngôn gây sốc, tạo dấu ấn lan rộng trong cộng đồng vì nói rất thẳng thừng, đúng trọng tâm vào thực tế mà dư luận rất quan tâm nhưng phát ngôn một cách vô căn cứ không xác thực. Bắt đầu cho những chuỗi ngày bão giông trên mạng xã hội là từ việc bà Hằng tố cáo một thần y chiếm đoạt số tiền hơn 200 tỷ đồng bỗng trở thành tâm điểm trên mạng xã hội. Mới đầu chỉ là những màn lời qua tiếng lại với thần y này, sau đó đã lan rộng và động chạm đến vô số nghệ sĩ Việt nổi tiếng. Từ lúc đó, bà Hằng đã cho thấy công lực livestream của mình quả thực rất đỉnh cao với tần suất dày đặc và trong mỗi lần phát sóng trực tiếp, bà Hằng luôn đưa ra những phát ngôn rất thẳng thắn, sâu cay và vô cùng hiểm hóc. Giấu không được thì phải lòi ra, bây giờ cuộc chiến mới bắt đầu. Đây là những câu nói liên quan đến bối cảnh nghệ sĩ Hoài Linh chậm giải ngân khoản tiền ủng hộ đồng bào miền Trung và bị cư dân mạng bàn luận. Trong cuộc chiến, bà Phương Hằng phanh phui vụ nghệ sĩ Hoài Linh thì bất ngờ có tài khoản tên ca sĩ Hà My nhận là vợ của nam nghệ sĩ lên tiếng bày tỏ ý muốn bà Hằng dừng lại. Thế nhưng, thay vì xem xét, bà Hằng lại tổng lực phản pháo thẳng với lời lẽ sắc sảo chưa từng có để đọ lại. Cũng liên quan đến câu chuyện livestream này của bà Phương Hằng, khi nhắc đến nhiều nghệ sĩ và liên tục chỉ thẳng và dùng những lời lẽ có phần ảnh hưởng đến danh tiếng dành cho người khác. Sau khi dùng những lời lẽ đậm chất cứng cỏi của vị nữ doanh nhân này, ngay lập tức đã vấp phải hàng loạt xôn xao của cư dân mạng. Hơn nữa, bà đã liên tục đụng chạm nhiều nghệ sĩ khác. Khi nói không có lấy 1.000 tỷ thì đừng nói chuyện, phát ngôn, không có nổi 1.000 tỷ cũng từ đây mà đã tạo ra làn sóng cho dư luận về câu nói đậm chất người có tiền này. Sau nhiều lần lời qua tiếng lại có phần ảnh hưởng đến danh dự của nhiều người khác, vì thế mà đơn tố cáo bà Hằng liên tục nằm trên bàn của cơ quan công an. Qua nhiều lần phát ngôn thiếu chuẩn mực và ngày càng trở nên nghiêm trọng hơn thì một số cộng đồng mạng đã lên tiếng phản đối, từ đó đã tạo nên hai luồng dư luận với nhau. Sau khi kết thúc những màn khẩu chiến với giới nghệ sĩ cùng những phát ngôn ồn ào thì chuỗi những chuyện buồn của bà Hằng tiếp tục tạo ra hiệu ứng dư luận. Trong một lần livestream, bà Phương Hằng có vẻ khá buồn bã khi kể về quãng thời gian quá khứ đắm chìm trong tài tiếng. Kể về chuyện sau khi về làm vợ ông Huỳnh Uy Dũng, chủ khu du lịch Đại Nam, 15 năm nay, gần như nhiều người mong muốn làm sao cho bà Hằng với anh Dũng xa nhau mới thấy hả dạ. Cho nên bà mới nói, chị em nào thấy bà không xứng đáng thì ứng tuyển vào đi, ứng cử đi, bà đồng ý liền. Đây là câu chuyện khiến cư dân mạng rơi lệ. Sau một hồi tâm sự, bà Hằng có nói đến việc rất nhiều người chỉ mong bà với ông Dũng bỏ nhau, bà rất sẵn sàng nhường lại vị trí đó cho ai muốn ứng tuyển. Ngoài câu nói ở trên, bà Hằng còn phát biểu thêm, sắp tới là kỷ niệm 15 năm rồi, còn mười mấy bữa nữa đâu, tới khi đó hết hợp đồng, nên tôi nói ai ứng tuyển thì cứ ứng tuyển vị trí Tổng Giám đốc Đại Nam, bà chủ Đại Nam sống vô địa vị, tôi đi, ai muốn làm ứng cử vô đi, vô tư đi, tôi bước qua cho, rồi bước thẳng vô luôn. Những lời lẽ phản pháo khiến những người nói về mối quan hệ của bà đều đỏ mặt.
Chưa dừng lại ở đó, với vai trò là nữ doanh nhân, CEO Đại Nam và là người có tiền nên các tuyên bố về độ giàu có của Nguyễn Phương Hằng cũng đã gây sốc. Kim cương của tôi lên tới hàng ký đó quý vị, tất cả các hiệu kim cương ở nước ngoài đều biết mà tôi. Tôi đi những cái xe 40-50 tỷ, có vài chiếc là chuyện thường. Tôi ở vô số căn nhà mặt tiền, sổ đỏ của tôi phải cân bằng ký, nhưng chưa bao giờ tôi đem điều đó ra làm sự tự hào. Nghe xong đoạn khoe khoang tài sản, nhiều cộng đồng mạng chỉ biết choáng váng. Đây cũng là lần đầu tiên mà bà Hằng hé lộ về số tài sản mà mình đang sở hữu. Mặc dù trước đó bà Hằng từng cho biết sẽ không ai nắm được rõ số tiền của riêng bà, kể cả ông Huỳnh Uy Dũng. Đây được xem là bí mật giúp người phụ nữ này, khiến mình trở nên thu hút hơn trong mắt của công chúng, đặc biệt là chồng mình. Tuy nhiên, trong một phút cao hứng, bà Hằng đã tiết lộ tất cả với cộng đồng mạng và bây giờ bà đã trở nên nổi tiếng vì điều đó quá rồi. Có thể thấy rằng, ngay từ những ngày đầu, những phát ngôn của bà Hằng đã động chạm đến rất nhiều người và nhiều vấn đề nóng trong xã hội. Và trong suốt một thời gian dài, bà Nguyễn Phương Hằng đã châm ngòi cho những cuộc khẩu chiến trên mạng giữa nữ đại gia này với các nghệ sĩ của showbiz Việt, thêm một số các nhà báo, các YouTuber và cả những người mà bà Hằng cảm thấy không vừa mắt vì nhúng chàm. Tiết lộ lý do gây sốc, buffet lẩu nướng sang chảnh giá chỉ từ 99.000 đồng trên người, dùng thịt sắp phân hủy, nước mỡ cáu bẩn, khách hàng chỉ muốn ói tất cả đồ đã ăn. Những đĩa đồ nướng dù đã được tẩm ướp với rất nhiều gia vị vẫn không thể che giấu hết được những dấu hiệu của sự phân hủy vì đã để đông lạnh trong thời gian dài. Bên trong khu bếp, những vỉ nướng được xếp ngay trên nền đất, ngay bên những túi rác cạnh cống nước bẩn và cách đó không xa, những chậu nước rửa thực phẩm nổi váng mỡ cáu bẩn vẫn chưa được nhân viên đổ đi, đang bốc mùi khó chịu. Chỉ cần bỏ ra từ 99 đến hơn 100 nghìn đồng là thực khách có thể thỏa thích lựa chọn những món buffet nướng, có khi tới vài chục món. Chính bởi giá rẻ đến khó tin nên loại hình đồ nướng buffet giá siêu rẻ này đang làm mưa làm gió trên thị trường. Nhưng với mức giá thấp như vậy thì chất lượng về vệ sinh an toàn thực phẩm có được đảm bảo hay không? Mô hình quán nướng buffet giá siêu rẻ hiện có mặt ở vỉa hè của nhiều tuyến phố. Chỉ với vài chiếc bàn nhựa và vài chiếc ghế nhựa, trên mặt bàn đặt một chiếc bếp nướng loại nhỏ là có ngay một bữa tiệc ngon lành cho thực khách. Đồ nướng là món ăn đường phố hút khách, đặc biệt là giới trẻ, vì hương vị hấp dẫn, thực đơn đa dạng và giá cả phải chăng. Với mức giá chỉ từ 99 cho tới hơn 100.000 đồng là thực khách đã có thể thỏa thuê lựa chọn những món khoái khẩu như nầm lợn, nầm bò, thịt ba chỉ, dạ dày, bạch tuộc, chân gà, mực, bánh mì bơ, rau củ. Khoảng 18 giờ, những quán lẩu nướng buffet vỉa hè bắt đầu lên đèn. Không khó để nhận thấy thực khách đến những quán kiểu này đa số là học sinh, sinh viên. Nhiều thực khách trẻ thường chọn những địa điểm này để giao lưu bạn bè, tổ chức tiệc sinh nhật. Bạn Ngô Mạnh P vui vẻ chia sẻ, bọn em tổ chức sinh nhật hay chọn mấy quán vỉa hè kiểu này vì đồ ăn rất đa dạng nhưng giá cả lại rất phải chăng. Dù là đến dự sinh nhật của một bạn nào đó nhưng bọn em vẫn thường Campuchia nên phải chọn những quán thật rẻ để các bạn đều có thể đến tham dự được. Khi được hỏi, với giá rẻ như vậy, có bao giờ các bạn nghĩ đến chất lượng đồ ăn liệu có đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm không? Thì P cười đáp, thực lòng bọn em không nghĩ nhiều đâu, vì là học sinh mà, chỉ cần vui và được ăn ngon là được. Có lẽ hầu hết những người trẻ đều có suy nghĩ như P, nên những quán buffet này ngày một xuất hiện nhiều hơn trên các vỉa hè Hà Nội. Chỉ đến khoảng 20 giờ, quán lẩu nướng vỉa hè CK, đường Nguyễn Khuyến, Hà Đông đã đông kín người. Nhân viên của quán phải sắp xếp khéo lắm mới có thêm 1-2 bàn cho những thực khách đến sau. Và theo quan sát của phóng viên, không quá 21 giờ thì nơi đây đã chính thức phải từ chối một số khách vì đã kín bàn. Khi phóng viên hỏi một vị khách trẻ vì sao chọn quán nướng này thì người này nói rằng một phần do giá cả mềm và hương vị tẩm ướp món nướng thì luôn dậy mùi thơm ngậy. Nơi đến lẩu nướng buffet thì Phùng Khoan, Nam Từ Liêm, Hà Nội được xem như thủ phủ. Khó có thể đếm được nơi đây hiện đang có bao nhiêu cửa hàng đang kinh doanh theo mô hình này. Vốn dĩ nơi đây được mệnh danh là làng sinh viên nên mọi thứ giá cả cũng rất sinh viên. Những quán lẩu nướng buffet tại Phùng Khoan thường dao động từ 99 cho tới hơn 100.000 đồng trên người. Rẻ là vậy nhưng thực đơn lại cực kỳ phong phú. Đó cũng chính là lý do khiến các quán lẩu nướng buffet ở đây luôn được được khách. Trong vai một người có nhu cầu mở quán buffet nướng, phóng viên đã hỏi dò một người rửa bát cho quán nướng ở Phùng Khoan về việc nhập nguyên liệu ở đâu rẻ thì người này cười đáp, cứ nhập những loại thịt ế, thịt kém chất lượng và hàng đông lạnh về thì rẻ ngay. Sau đó tẩm ướp gia vị vào thì lại thơm lừng, ai biết đấy là đâu. Câu trả lời vô tư của người phụ nữ này khiến phóng viên không khỏi rùng mình. Khảo sát một vài quán lẩu nướng 99K ở khu vực vỉa hè dễ dàng nhận thấy những đĩa đồ nướng được chủ quán tẩm ướp từ trước. Sau nhiều phần thịt, bê lên bàn vẫn còn nguyên đồ lạnh. Vì bày bán trên vỉa hè nên khu vực chế biến và dọn rửa bát đũa phụ thuộc hết vào 2-3 số nước cho nhiều lượt thực khách. Cốc trà đá cũng chỉ được đổ đi nhanh chóng rồi trắng qua nước để kịp phục vụ các khách hàng tiếp theo.
Không chỉ thịnh hành lẩu nướng buffet mà vài năm trở lại đây, buffet Diên Bẩn cũng rộ lên thu hút đông đảo lượng khách là học sinh từ tiểu học đến trung học phổ thông. Từ giờ tan học chiều đến tối muộn, những quán Diên Bẩn buffet thế này luôn đông nghịt khách. Chỉ cần bỏ ra 39.000 đồng là các thực khách học sinh đã có thể chén đến căng bụng những Diên Bẩn yêu thích. Chỉ nhìn bằng mắt thường cũng dễ làm chúng ta rùng mình bởi những chiếc xúc xích Diên Bẩn thơm phức được chiên trong những chiếc chảo dầu đen kịt với lượng mỡ chiên rán được tái sử dụng rất nhiều lần. Đang ở tuổi ăn tuổi lớn, điều kiện kinh tế không dư giả, lại có tâm lý thích ăn cùng bạn bè cho vui, dễ tính trong việc lựa chọn thực phẩm, giới trẻ vô hình chung đã tiếp tay cho nạn thực phẩm bẩn, thực phẩm không rõ nguồn gốc. Chắc hẳn đã có những trường hợp sau khi ăn bị rối loạn tiêu hóa, nhưng có lẽ với các em đó chỉ là chuyện nhỏ. Xung quanh nơi ở, trường học vẫn bày bán tràn lan, bạn bè cùng trang lứa vẫn ăn rào rào, thì mình tặc lưỡi cũng là chuyện bình thường.